Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh đồng hồ Bích Ngọc. Và hôm nay thì là em sẽ lên cho các bác dòng đồng hồ Oren FK, phiên bản là huyền thoại vua của các loại vua, đến từ nhà Oren FK. Và phiên bản của em này thì sẽ là Oren FK mặt nửa, hàng nội địa Nhật chính hãng cho các bác nhé. Em nhấn mạnh lại cho các bác, đó là hàng nội địa Nhật FK mặt lửa cho mình. Và phiên bản màu của em này thì nó sẽ không phải, ví dụ các bác nghe cái tên nó là FK mặt nửa thì nhiều bác mẹ đinh ninh rằng là màu nó phải đỏ chót, nhưng mà thật ra là không phải đâu ạ. FK mặt nửa, nhưng mà phiên bản của em này thì nó sẽ là màu hồng cánh sen cho các bác nhá. Nó sẽ là màu hồng cánh sen ạ. Và cái mặt Dior của nó thì là ở giữa nó sẽ phân bổ là màu hồng, hồng nhất cho các bác đó. Còn sang dần hai bên thì nó sẽ là đen dần cho các bác ạ. Nên các bác lưu ý giúp em mình đừng nhầm lẫn là FK mặt nửa nó là phải đỏ rực đỏ chót. Không phải như vậy đâu ạ. Nó là dòng, nếu mà dòng đỏ rực đỏ chót đấy thì là chắc chắn là các bác phải xem lại, vì khả năng cao thì nó sẽ là phiên bản là hàng giả hàng nhái. Và với phiên bản là FK mặt nửa hàng chính hãng các bác nhá, thì nó sẽ là màu hồng cánh sen cho mình. Các bác lưu ý giúp em ạ. Nó là cái sẽ là màu hồng cánh sen. Đó, như các bác có thể thấy ở trên video đây, em đang chỉ cho các bác đây, nó sẽ là màu hồng cánh sen. Và càng về hai bên mặt của chúng ta, nó sẽ càng đen dần cho các bác. Và phiên bản của em này thì sẵn là nó sẽ là phiên bản FK tái bản của năm 2019, nhưng mà được sản xuất thời gian sản xuất của nó sẽ là năm 2022, nó là mới nhất gần đây cho các bác nhá. Nên các bác có thể hoàn toàn yên tâm, nó chỉ là tái bản của cái phiên bản 2019 thôi, chứ nó không phải là sản xuất năm 2019 ạ. Nên các bác đừng nhầm lẫn giúp em nhá. Oren FK huyền thoại cho các bác này. Và phiên bản của em này thì nó sẽ là phiên bản dây của nó sẽ là phiên bản dây thép lá cho các bác. Nhiều bác sẽ lăn tăn là tại sao nó không phải là phiên bản là dây thép đúc đặc. Tại vì là em cũng chia sẻ với các bác như thế này, đó là phiên bản đó là dòng Oren FK, mặt của nó, cái mặt riêng cái mỗi một cái mặt phần mặt đồng hồ thôi thì cái trọng lượng của nó cũng rất là nặng. Thậm chí là các bác đeo lên tay và bác nào đã dùng rồi đã mình biết rằng là cái mặt của em FK huyền thoại này nó sẽ rất là nặng hơn so với lại những dòng đồng hồ khác rất là nhiều. Vì thế nên là cái phần dây người ta sẽ làm với cái phiên bản là dây thép lá chứ không phải là dây thép đúc đặc, để một phần giảm thiểu chi phí này. Một phần là giảm thiểu chi phí ạ. Thứ hai đó là giảm thiểu về cái trọng lượng nặng khi mà các bác đeo trên tay. Tại vì là cái phần thép lá như thế này thì là cái phần dây đeo của chúng ta nó sẽ được thiết kế ôm tay hơn và trọng lượng nó sẽ nhẹ hơn so với lại phiên bản dây thép đúc đặc. Nhiều bác là sẽ không thích cái phiên bản dây thép lá này, nhưng mà nhiều bác lại cực kỳ thích. Tại vì là vì với cái thiết kế dây thép lá thì nó rất là dễ đeo mà nó ôm tay cho các bác, và trọng lượng của đồng hồ của chúng ta nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Thế nên là các bác đừng lăn tăn về cái vấn đề là tại sao nó không phải là dây thép đúc đặc. Liệu dây thép lá này thì nó có phải là hàng chuẩn hay không, thì em cam kết cho các bác luôn, đó là hàng chính hãng thì cái phiên bản dây của nó sẽ là dây thép lá chứ không phải dây thép đúc đặc. Các bác lưu ý giúp em nhé, để mình tránh nhầm lẫn mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng giúp em ạ. Và khóa của em này thì ta sẽ có là có logo của Oren. Đây, như các bác có thể thấy là em sẽ lật lại một chút để mình các bác có thể nhìn rõ này. Nó khóa của nó sẽ có logo của Oren và được khắc chìm cho các bác luôn ạ. Đó, rất là đẹp, rất là sắc nét luôn. Bên em thì nó là hàng mới, hàng chính hãng, nên là về phần siêu mặt, siêu đáy, siêu dây của nó sẽ còn nguyên cho các bác. Khi mà các bác mua hàng thì mình sẽ lưu ý giúp em, mình sẽ kiểm tra từng cái phần siêu này một, để mình có thể là nhận được hàng còn mới 100% cho các bác luôn. Về mặt sau của em này thì ta sẽ có là một thiết kế là không lộ đáy cho các bác nhé. Không lộ đáy. Mặc dù vậy thì cái phần nắp lưng này nó cũng rất là dễ dàng tháo ra, nhưng mà nhiều bác lại nghĩ rằng là phải kiểm tra bên trong thì là mình mới xác định được rằng là có phải hàng nội địa hay không. Thì em xin thưa với các bác là nó sẽ có đầy đủ thông số ở mặt sau này luôn, nên mình không cần phải là gạy cái nắp lưng này ra để mình có thể kiểm tra được đâu, mà mình có thể đọc luôn cái thông số của nó ở đằng sau lưng này như thế này ạ. Đó, ví dụ như là ta sẽ có là logo của Oren ở mặt sau đây. Water Region 53, tức là độ chống nước 50m cho các bác. Epson ở công ty mẹ của Oren. Bộ máy của em này và serial number của em này luôn. Bên này thì ta cũng sẽ có dòng chữ Made in Japan để khẳng định lại một lần nữa, đó là sản xuất tại Nhật Bản cho các bác.
đó. Và thân vỏ của em này thì là stainless steel, tức là thép không gỉ cho các bác luôn, nên là mình không cần phải là lật cái nắp này ra thì mình mới phải kiểm tra được nó có phải là made in Japan hay không. Mặt sau của nó đã là in đầy đủ thông số cho các bác rồi, nên các bác còn lăn tăn gì nữa. Mà bên em thì cam kết cho các bác luôn là hàng chính hãng như thế nào luôn, đảm bảo cho các bác và có bảo hành cho các bác theo chính hãng, 1 năm theo chính hãng, chính sách của hãng, để mình có thể là tin tưởng khi lựa chọn mua hàng ở bên em, đồng hồ Vinh Ngọc cho các bác. Mà giá thành thì rất là phải chăng ạ. Bác nào mà tin tưởng em thì hãy liên hệ luôn cho em để em báo giá tốt nhất cho các bác về đồng hồ, mà đặc biệt là dòng Orient FK huyền thoại này ạ, để các bác tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhá. Các bác lưu ý giúp em ạ. Hẹn gặp lại các bác ở trong những video khác.